fan ăn thử rồi chạy. Dạ, tao nói xong rồi. Tao là pi rồi. Chưa làm gì? Hả? Chưa làm. Bây giờ kề đây. Kề. Kề mình lên dưỡng. Hả? Nó ấp nước mắt mình. Thoát nọ. Thoát nọ. Đi liếp thằng khai đang giúp em. À. Tôi chăm đứa liếp rồi này. Dạ. Thằng khai nói con đây. Con đây hả? Mình liếp. Tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây một đây chứ, đây chứ. Đây Thì mình quay gì bà la tới rồi đây gì la tới rồi đây đây thôi đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn